Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 16 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những thông tin sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân. Công an tỉnh tổ chức hội thảo bàn giải pháp xử lý ô nhiễm nguồn nước mặt. Cảnh báo đuối nước dịp hè đối với trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến làm việc với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã Lạc Đạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Về phát triển kinh tế xã hội, năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt 13,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 76 triệu đồng. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, trên địa bàn xã có 5 dự án trọng điểm, trong đó có dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Các dự án đang được xã tích cực thực hiện các bước trong công tác giải phóng mặt bằng theo các quy định của nhà nước. Lãnh đạo xã Lạc Đạo đề xuất với tỉnh một số nội dung như quan tâm hỗ trợ địa phương đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để xã sớm đạt mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đầu tư cụm công nghiệp làng nghề phục vụ nhu cầu các hộ sản xuất kinh doanh mặt hàng tiểu thủ công nghiệp, tạo điều kiện để xã đầu tư một số khu thương mại, khu nhà ở xã hội, xem xét trình cấp có thẩm quyền công nhận xã Lạc Đạo là xã an toàn khu thời kỳ kháng chiến. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toàn biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền xã Lạc Đạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong thời gian qua, đồng thời gợi mở một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để Đảng bộ xã tiếp tục lãnh đạo trong thời gian tới. Theo đó, Đảng bộ, chính quyền xã phát huy tinh thần đoàn kết trong nội bộ, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tập trung mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, đảm bảo kịp thời, đồng bộ nhằm phát huy hiệu quả của từng công trình, từng dự án. Chúng ta thấy rằng là thế mạnh của Lạc Đạo chúng ta thì là có 12 thôn đến 12 thôn có làng nghề, có nghề. Thế nên dân mình là làm thương mại và dịch vụ và sản xuất là rất tốt. Nên nó tại sao dân khá như vậy. Thế còn thôi thu thuế thì do trách nhiệm nhà nước thu, nhưng chúng ta phải quản lý nó. Thế do vậy là chúng ta định hướng là đô thị và phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và làng nghề của chúng ta, đây mới là cái định hướng đúng cho Lạc Đạo. Đấy, đây đề nghị các đồng chí là trong cái quy hoạch đã duyệt rồi chỉnh lên tỉnh thì tới đây quy hoạch chung của tỉnh mà được Thủ tướng Chính phủ ký ấy, thì sau này chúng ta phải điều chỉnh lại để cho nó phù hợp với quy định của Thủ tướng Chính phủ. Chúng ta làng nghề là mộc và gỗ, đừng nói là không có tiếng ồn, cũng có bụi. Thế do vậy ở đây chúng ta phải quản lý thật tốt. Đấy, cái vấn đề ô nhiễm môi trường của cái xã Lạc Đạo chúng ta. Chiều nay tại thị xã Mỹ Hào, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tổ chức buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 với đoàn viên công đoàn người lao động trên địa bàn tỉnh. Sự buổi tiếp xúc có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Về phía Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có các đồng chí Đoàn Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Đại Thắng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Vũ Hồng Luyến, Bí thư Tỉnh đoàn. Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin đến cử tri về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 và những nội dung chính trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc cử tri trước. Trực tiếp tham gia góp ý vào dự thảo luật công đoàn sửa đổi, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, cử tri là công nhân viên chức, người lao động đã bày tỏ ý kiến kiến nghị, trong đó tập trung vào một số nội dung liên quan đến vấn đề phân công cán bộ chuyên trách cấp cơ sở, kinh phí công đoàn, làm rõ hơn các điều về hoạt động giám sát công đoàn, bổ sung điều khoản chế tài xử lý việc chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp, quy định độ tuổi nghỉ hưu. Đề nghị là có giải pháp quy định trong cái quy chế, trong cái luật công đoàn sửa đổi và tăng quyền chủ động cho tổ chức công đoàn trong cái việc bố trí cán bộ công đoàn đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới quy định tại điều 26 của luật công đoàn sửa đổi.
Trong không khí cởi mở thân tình, đã có 12 lượt ý kiến của cử tri kiến nghị đến các đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên. Bên cạnh các nội dung góp ý luật, các cử tri cũng kiến nghị về vấn đề chăm lo, quan tâm đến quyền và lợi ích của người lao động, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho người lao động thu nhập thấp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, tạo sân chơi văn hóa thể thao thường xuyên cho người lao động. Tôi xin có một kiến nghị, tôi đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho người có thu nhập thấp để đoàn viên cũng như người lao động chúng tôi có điều kiện mua để đảm bảo cuộc sống, yên tâm làm việc. Các dự án nhà ở xã hội cần thông tin một cách chính thống qua tổ chức công đoàn để công đoàn cơ sở thông tin kịp thời đến người lao động. Về vấn đề giao thông, hiện tại thì ở quốc lộ 39 mà đoạn đường quốc lộ 39 đoạn đường trước khu nghiệp của Thăng Long 2, dần mai phố lối B và các khu nghiệp Yên Mỹ thì là vấn đề giao thông ở đây đang rất là phức tạp. Vì do cái đoạn đường này là hiện tại là làm trong khoảng thời gian cũng rất là lâu vẫn chưa hoàn thiện. Cái việc đi lại của người lao động trong những giờ cao điểm thì rất là khó khăn. Tôi đề nghị dọn dẹp tất cả những hàng rong trên các đường khu trên cái đường quốc lộ 39 và làm một đường gom để cho người lao động lưu thông thuận tiện hơn. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các sở ngành đã giải đáp, làm rõ những ý kiến của cử tri quan tâm theo thẩm quyền, đồng thời tiếp thu, ghi nhận và tổng hợp những ý kiến của cử tri để gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Lắng nghe để tiếp xúc, đề nghị liên đoàn ông tỉnh sẽ phối hợp với cả sở xây dựng để chúng ta có bàn nhau cái cơ chế nào nếu nước càng thông tin rộng rãi càng tốt, đúng không? Nếu được qua tổ chức công đoàn thì rất tốt để thông tin kịp thời đến người lao động. Liên quan đến cái việc ý kiến của ông Nguyễn Thế Bình, chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Mikasa Việt Nam, thì tôi đề nghị là các đồng chí ở thị ủy Mỹ Hào và đặc biệt là lực lượng công an, các đồng chí sẽ có kiểm tra làm sao mà đừng để người bán hàng rau ảnh hưởng đến giao thông. Cái này là theo quy định của luật an toàn giao thông, đề nghị chúng ta sẽ quan tâm, đề nghị cảnh sát giao thông hỗ trợ các giờ cao điểm để lưu thông được dễ hơn. Trên cơ sở cái thực tế thì các đồng chí sẽ phân công lực lượng để chúng ta điều tiết cái giao thông. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao 100 suất quà cho công nhân viên chức người lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Trong hai ngày 15 và 16 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Giang tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ 25, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự đại hội có đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quách Thị Hương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Lê Văn Hưng, Bí thư Huyện ủy Văn Giang. Nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Giang đã vận động quỹ vì người nghèo các cấp trong huyện đạt trên 5 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới sửa chữa 51 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ngoài ra, vận động nhân dân ủng hộ gần 16.000 tỷ đồng, hiến trên 22.000 mét vuông đất và đóng góp trên 23.000 ngày công xây dựng các công trình giao thông thủy lợi. Đặc biệt là vận động nhân dân giải phóng mặt bằng, di chuyển mồ mả, làm đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Giang tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận theo hướng trọng dân, gần dân, sát dân và hướng về cơ sở, làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng nguyện vọng trong nhân dân, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra. Thực hiện tốt các mục tiêu, chương trình hành động. Chiều qua, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện An ninh Phi Truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức hội thảo khoa học thực tiễn cơ sở lý luận thực trạng và giải pháp phòng ngừa ứng phó với các mối đe dọa an ninh môi trường nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh. Sự chủ trì hội thảo có Trung tướng Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh Phi Truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Tình trạng ô nhiễm nước mặt tại Hưng Yên khá nghiêm trọng, điển hình như hệ thống sông Bắc Hưng Hải, ảnh hưởng không tốt đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Trong khi đó, vấn đề an ninh nguồn nước chưa được nhìn nhận và đánh giá đầy đủ, làm cơ sở cho công tác ứng phó. Các đại biểu thảo luận, phân tích, đánh giá và chỉ ra những nguyên nhân, thực trạng nguồn nước mặt hiện nay. Mối quan hệ biện chứng giữa an ninh môi trường nguồn nước với sự phát triển bền vững, trên cơ sở đó thống nhất về mặt nhận thức những vấn đề chung về an ninh môi trường nguồn nước mặt. Thực trạng, tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về tài nguyên môi trường nước mặt
và giải pháp đấu tranh phòng ngừa, đồng thời đề xuất giải pháp ứng phó với nguy cơ thách thức, mối đe dọa an ninh môi trường, phương án khung về phòng ngừa bền vững, đặc biệt là sự phối hợp giữa các tỉnh liền kề có hệ thống sông ngòi chung chảy qua. Ngày 16 tháng 5, tại xã Hà Lễ, huyện Ân Thi đã tiến hành chi trả tiền bồi thường hỗ trợ về đất đai để giải phóng mặt bằng, thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, phục vụ dự án đường Tân Phúc Võng Phan và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở. Diện tích thu hồi để thực hiện dự án là gần 2 hectare, trong đó có trên 1,3 hectare đất trồng lúa của 53 hộ gia đình cá nhân, trên 0,6 hectare do Ủy ban Nhân dân xã Hà Lễ quản lý. Kinh phí bồi thường và hỗ trợ là trên 4,8 tỷ đồng, gồm tiền đất, hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, hỗ trợ đào tạo nghề, tất cả được chi trả theo đúng quy định của pháp luật. Việc triển khai chi trả tiền đền bù cho nhân dân được thực hiện kịp thời, công khai, giúp người dân hiểu rõ các chính sách hỗ trợ đền bù của nhà nước, chủ động bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để dự án xây dựng theo đúng tiến độ đề ra. Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường Tân Phúc - Võng Phan trên địa bàn huyện Ân Thi. Thành phố Hưng Yên hiện đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công cải tạo các tuyến vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh, đoạn từ vòng xuyến Dốc Suối đến vòng xuyến Chợ Gạo, từ vòng xuyến Chợ Gạo đến vòng xuyến Ngân hàng Công Thương và đường Chu Mạnh Trinh, đoạn từ đường Phạm Bạch Hổ đến đường Triệu Quang Phục. Ba dự án có tổng số vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng, trong đó dự án cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh, đoạn từ vòng xuyến Dốc Suối đến vòng xuyến Chợ Gạo dài trên 1.900 m. Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh đoạn từ vòng xuyến Chợ Gạo đến vòng xuyến Ngân hàng Công Thương với tổng chiều dài hơn 2.200 m. Cải tạo nâng cấp vỉa hè Chu Mạnh Trinh đoạn từ đường Phạm Bạch Hổ đến đường Triệu Quang Phục dài trên 1.300 m. Ngoài việc lát mới vỉa hè dọc hai bên tuyến đường bằng đá tự nhiên, phá dỡ block hiện trạng giải phân cách giữa thay thế bằng block đá tự nhiên, một số dự án cũng thực hiện các hạng mục liên quan nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông đô thị như cải tạo hệ thống thoát nước, cải tạo các hố ga kỹ thuật, hệ thống chiếu sáng, cải tạo cây xanh. Dự kiến các công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm nay, góp phần đảm bảo chỉ tiêu để thành phố Hưng Yên trở thành đô thị loại 2 vào năm 2025. Khó khăn ở trên công trường một phần thì phải đảm bảo cho cái an toàn giao thông, rồi an toàn về chất lượng, nên là đơn vị thi công sẽ cố gắng làm sao để đảm bảo cái hiệu quả cao nhất. Công trình thì là đến hết tháng 12 năm 2024 này thì mới hết cái thời gian thi công, nhưng mà đơn vị thi công sẽ làm sao là bố trí cái đầy đủ cái phương tiện để làm sao trong tháng 11 năm 2024 này sẽ công trình sẽ hoàn thành để bàn giao cho chủ tư đưa vào sử dụng. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 5 năm 2024. Hội nghị đã nghe các báo cáo viên Trung ương thông tin chuyên đề những nội dung quan trọng của luật căn cước, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và 5 dự án luật do Bộ Công an chủ trì tham mưu trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Nội dung của chuyên đề xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại theo tinh thần kết luận số 72 ngày 23 tháng 2 năm 2024 của Bộ Chính trị. Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên tập trung tuyên truyền những vấn đề trọng tâm của hai chuyên đề đã được thông tin tại hội nghị, tham mưu các cấp ủy đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục nắm bắt tình hình dư luận xã hội, làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội tại địa phương, tuyên truyền những ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm sẽ diễn ra trong thời gian tới. Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính vừa có thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực cấp thẻ căn cước công dân thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh vào ngày 17 tháng 5 năm 2024. Theo đó, ngày 17 tháng 5 năm 2024, máy tính phục vụ thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân của Công an tỉnh đặt tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính được Cục C06 Bộ Công an cài đặt lại phần mềm. Do đó, trung tâm tạm dừng tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp thẻ căn cước công dân thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh trong một ngày 17 tháng 5 năm 2024. Sau ngày 17 tháng 5, trung tâm sẽ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp thẻ căn cước công dân bình thường. Mặc dù ngành chức năng và các phương tiện truyền thông thường xuyên đưa ra cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ em mỗi dịp hè về,
Thế nhưng mỗi năm vẫn có không ít những vụ việc đuối nước đau lòng xảy ra, cướp đi tính mạng của nhiều trẻ em. Bởi ao hồ luôn là nơi ưa thích của trẻ em vào dịp nghỉ hè khi thời tiết nắng nóng. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn đuối nước ở trẻ, ghi nhận tại huyện Khoái Châu. Đây là nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm tại thôn Mãn Hòa, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu vào giữa năm 2023. Gần một năm trôi qua, nhiều người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót khi kể lại sự việc. Chỉ 5-10 phút thôi thì là cháu chết đuối ở đây, thì tất cả là bàng hoàng ở chung quanh hàng xóm rồi gia đình rất là thương tiếc cháu. Có con trai và con dâu đi lao động tại nước ngoài, để lại hai cháu nhỏ gửi bà nuôi dưỡng. Đau xót hơn, để lại cho người phụ nữ này thì nỗi đau mất chồng chưa lâu, thì ít năm sau, người cháu gái đã bị thủy thần lôi đi. Có hai bà cháu thôi, cháu ngoan ngoãn suốt ngày. Sợ bà buồn, sợ bà khóc, tôi không bao giờ tôi đi qua cái chỗ ấy, nó ám ảnh tôi. Xã Tân Châu có hơn 20 ao hồ, thêm 6 km đường sông. Nhiều điểm bờ sông sâu, nguy hiểm, lại cách xa khu dân cư, vắng người qua lại, dễ xảy ra những tình huống nguy hiểm dẫn đến đuối nước mà không được phát hiện hay cấp cứu kịp thời. Chúng tôi đã có nghị quyết họp chuyên đề và chỉ đạo, đặc biệt là đoàn thanh niên tuyên truyền bằng hai hình thức. Hình thức nhất tuyên truyền để các cháu chuẩn bị nghỉ hè ở các lớp, và đặc biệt là tuyên truyền trong hệ thống là truyền thanh của xã đối với gia đình có con nhỏ, quản lý hết sức chặt chẽ trong những buổi, cho những dịp hè mà các cháu không muốn đến trường. Lo lắng cho cậu con trai 11 tuổi vẫn chưa biết bơi, chị Hiền ở thôn Yên Khê, xã Việt Hòa dự kiến sẽ đưa con đi học khóa bơi trong dịp hè này. Thế nhưng vì ở nông thôn không có nhiều sự lựa chọn lớp bơi, nên cháu Nguyễn Gia Bảo được sự hướng dẫn và giám sát khi bơi bởi lực lượng đoàn thanh niên xã. Công tác xã hội hóa cải tạo ao bơi tại địa phương này cũng được quan tâm. Tôi lo lắng cho các cháu là nếu mà các cháu bây giờ tuổi trẻ mà biết bơi là rất nguy hiểm. Ví dụ ở nhà thì không sao, nhưng ví đi nơi một nơi nào đó mà có sông ao hồ mà các cháu không biết bơi thì rất là quan ngại. Con học bơi thế này để rèn luyện cơ thể, rèn luyện sức khỏe. Lỡ đến cái lúc mà ngã xuống cái chỗ nước sâu ấy, để cháu biết bơi được. Đoàn thanh niên chúng tôi chủ động tham mưu cho đảng ủy để xây dựng các kế hoạch dạy một số lớp bồi dưỡng kỹ năng bơi lội miễn phí cho các cháu. Và chúng tôi cũng đã mời những giáo viên là người con quê hương về đây trực tiếp để dạy các cháu trong các dịp hè. Năm 2023, trên địa bàn huyện Khoái Châu có 4 cháu tử vong do tai nạn đuối nước. Để tình trạng đuối nước không còn là nỗi ám ảnh của mỗi gia đình, xã hội, các cấp chính quyền, ban ngành đoàn thể huyện Khoái Châu đã và đang nỗ lực chung tay để nâng cao kiến thức, chủ động phòng chống đuối nước cho trẻ em bằng nhiều giải pháp ngay từ đầu hè. Ban thường vụ huyện đoàn cũng đã lập kế hoạch để phối hợp với cả các ban ngành đoàn thể là Hội Chữ thập đỏ, Phòng giáo dục huyện, với cả Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh huyện để tổ chức các cái lớp tuyên truyền phòng chống đuối nước cho đoàn viên thanh niên và học sinh. Các em học sinh thì cũng được tham gia các trò chơi và trả lời các câu hỏi khi diễn ra các tình huống, cách sơ cấp cứu khi xảy ra tai nạn thương tích đuối nước, cách sử dụng phương tiện cứu sinh như áo phao và phao nổi. Các xã thị trấn tổ chức các cái lớp dạy bơi miễn phí cho các em để góp phần phòng chống đuối nước. Dù chúng tôi đã cảnh báo nhiều lần nhưng tình trạng trẻ em bị đuối nước vẫn diễn ra. Hôm qua ngày 15 tháng 5 lại xảy ra một vụ trẻ em tử vong do đuối nước tại xã Thủ Sĩ, huyện Tiền Lữ. Cụ thể, khoảng 11 giờ trưa ngày 15 tháng 5, cháu Bùi Duy Mờ, sinh năm 2017, hiện đang là học sinh lớp 1 trường tiểu học Thủ Sĩ, khi đang chơi ở khu vực ao sau nhà, không may ngã xuống ao bị đuối nước tử vong. Thời điểm trên, anh Bùi Văn Hát là bố của cháu Mờ, khi cho lợn ăn xong đã nhìn thấy cháu rơi ao nhưng đã không kịp. Hiện nay các em học sinh hầu hết đã thi xong học kỳ cuối năm và chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè, nên cần có sự quản lý chặt chẽ giữa cả nhà trường và gia đình. Cùng với đó, thời tiết nắng nóng, việc bơi lội là hợp lý, song cần có sự quản lý của người lớn và kỹ năng bơi lội, xử lý tình huống của mỗi em để nỗi lo đuối nước không còn tái diễn, đáng lo ngại mỗi dịp hè về, để lại sự đau thương, mất mát cho gia đình các nạn nhân. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.